America lại là mình Benny đây các bạn ơi. Thì video ngày hôm nay tôi có một tin mừng cho các bạn. Tại vì tôi thấy các bạn comment nhiều quá trời. Anh Benny ơi, chôn chị Mèo này đi, sao không chôn cái vậy? Chôn vui mà sao anh không chôn? Mấy là anh chôn giấu capybara của chị Mèo đi. Ok các bạn ơi, tại vì tôi khá thích capybara các bạn ạ. À, cho nên ngày hôm nay tôi quyết định là tôi sẽ đột nhập nick một. Em ơi, em capybara tôi ở đây các bạn ạ. Thì tôi nói lại ha, ngày hôm nay tôi quyết định sẽ đột nhập nick của Mèo và tôi sẽ giấu đi em này nha các bạn ơi. Nhưng mà nếu mà giấu á thì đơn thuần quá, Mèo đi tìm sẽ tìm ra đúng không? Nhưng mà không các bạn ạ, tôi giấu và tôi sẽ nói rằng anh đã cho em bé capybara em ra đảo rồi. Đấy là mất luôn các bạn ạ. Đó, để xem thử bà phản ứng như thế nào ha. Thì ok, nếu các bạn thích những cái content troll như vậy nè, muốn tôi quay lại troll nữa thì các bạn đừng quên để lại một nút đăng ký và nút like nha các bạn. Cũng như tham gia ngay group fan của Benny tụi giờ đầu của tôi ha. Còn bây giờ thì chắc tôi phải qua nút Mèo tại vì bây giờ Mèo ngủ các bạn ạ. Tại vì tôi vừa mới quay rồi đầu quay sang nhà với Mèo xong. Đấy cho nên bà đi ngủ rồi. Còn tôi vẫn thức nha các bạn, cho nên bây giờ tôi lén tôi vô nè. Rồi các bạn ơi. Là Mèo rồi các bạn ơi. Trời ơi, cô bà tướng có chút phép mà miễn có. Ok thì bây giờ tôi sẽ vô chỗ bé thử nha các bạn, để xem thử nếu mà gọi là cho mấy em này ra đảo là xem bao nhiêu tiền ha. Rồi trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới bước vô đây các bạn ạ. Tôi không muốn bấm vô cái nút này lúc nào rồi đó. Bây giờ tôi xem thử ha. Rồi ui, thì hình như là những em capybara của mình là tùy theo thuộc tính nha mọi người. Luxury thì 13 này, Chandy thì 11, còn mấy em VIP này là 16.000 đó. À, thì tí nữa tôi sẽ giấu hết tất cả các em này, nhưng mà hơi nhiều các bạn à. Ừ, hơi nhiều không biết giấu hết nổi không ha. Rồi ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu kế hoạch của mình ha. Bây giờ mình sẽ về nhà Mèo cái nè. Đây nha các bạn ơi, trời ơi bà Mèo bắt xây cái nhà các bạn à. Thì bây giờ tôi sẽ thu hồi một số nội thất trong cái nhà bà ha, để tôi lấy tôi đem đi giấu nha các bạn. Đây như em này ha. Rồi đây á, một em, hai em, ba em. Rồi hình như bà chỉ có ba em bà để trong nhà không nha các bạn ơi. Thì bây giờ cái nhà sân vận động này để mà giấu thì nó hơi bị khó các bạn à. Để tôi xem tôi tìm chỗ nào hợp lý ha. Rồi nha các bạn ơi, tôi nghĩ là bây giờ là mình sẽ giấu ở trên trời nha các bạn. Đây nè, tôi sẽ giấu trên đây ha, tại vì tôi nghĩ trên đây bà Mèo bà không để ý đâu các bạn ạ. À. Rồi nghe, rồi đứng dưới đây nha các bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy cái trang trí nè ha. Rồi miếng lót thú cưng. Ui, lót được nha các bạn. Đây nè, các bạn bấm một cái là lót được ha. Nhưng mà bây giờ mình phải đứng khéo khéo này để mình giấu các bạn ạ. À. Đó, không bị lộ ha. Rồi đó, rồi ok ha, giấu giấu đó. Giấu đó. Ơ, giấu gì vậy? Tôi mới giấu. Trời ơi, giấu một tấm không chịu à. Đó. Ok các bạn. Mình giấu dưới đây sao bà thấy được không? Trời ơi trời, mà thấy được. Đó, giấu giấu. Mình sẽ lót nhiều, càng nhiều tấm thảm càng tốt nha các bạn. Nếu mình bỏ nhiều em bé vô nhiều càng tốt ha. Rồi bây giờ tôi sẽ để từng em vô ha. Okay. Rồi ôi cái chỗ này nó hơi bị dốc các bạn ha. Rồi em đầu tiên yêu bé đi nhất ở dễ thương vậy, chắc mình phải về đổi tên bé của mình quên đổi các bạn ạ. Đó, một em ha. Mình giấu mấy em mặc đồ và những em có cửa nha các bạn. Khi đó là bà Mèo bà mới biết các bạn ạ, chứ mình giấu mấy em thường thì nhiều quá chắc bà không để ý đâu. Rồi một em. Rồi bé đi đẹp trai, rồi bỏ vô luôn. Rồi rồi, tiếp theo là em này ha. Ừ. Đây ok nha, rồi chuẩn luôn. Rồi rồi thì cái chỗ này mình bỏ được ba em các bạn ơi, cho nên bây giờ mình sẽ bỏ nhiều nhất có thể ha. Ok các bạn ơi, may sao là tất cả chỗ gọi là chỗ chùa này các bạn là chứa tất cả em bé capybara mà Mèo sở hữu luôn nha các bạn. Đó cho nên ok thì bây giờ để trên đây để tôi xem thử, tôi đi xuống dưới là bạn có nhìn thấy không nha. Nhìn từ trên cao chắc không thấy được đâu các bạn ạ. À, nếu mà đi xuống dưới đây ha là rồi xài cái xe chạy ra đó. Ồ nhìn thấy là chọt chọt, tưởng đâu có máy không các bạn ạ. À, không để được các bạn ơi, tại nhà này nó bự mà nó to nó lớn á các bạn ạ. À, rồi ok chuẩn luôn nha các bạn ơi. Rồi giấu đây là hợp lý, quá chén vào chén nào chuẩn luôn nè. Mà thì khi mà mình chôn vậy mình cảm thấy hơi ác các bạn ạ. À, tôi nghĩ là Mèo chắc sẽ buồn lắm tại vì Mèo thích mấy em này lắm, cho nên tôi sẽ cố tình tôi sẽ tạo một bất ngờ khác cho Mèo nha các bạn ơi. Đó thì bây giờ như các bạn thấy ở trong phần cửa hàng nè, thì chúng ta có cơ hội đặc biệt đến với cuối tuần các bạn, tức là mấy món này miễn phí hết nè, cho nên là mình sẽ mua cho Mèo tất cả các gói này luôn nha các bạn ơi, và nó sẽ nằm trong thư ha. Đó khi cuối cùng đó là mình sẽ tiết lộ Mèo là bật thư đi đấy, để xem Mèo thấy được những món quà nó Mèo phản ứng như thế nào nha mọi người. Thì nói chung là có đau thì phải có buồn lại chứ đúng không, chứ chôn nhiều ngoài kỳ lắm các bạn ạ. À, rồi đây nha các bạn ơi, mình đã mua cho Mèo nha. Ui đâu phải 5 gói đâu, mình mua quá trời gói luôn các bạn ạ. À, ok mình để đây ha. Rồi thì bây giờ chắc chắn là bây giờ nếu như mà mình đổi đồ của Mèo hoặc mình đổi chữ sử các bạn ạ, chắc chắn Mèo sẽ biết mình, cho nên bây giờ là mình sẽ xài chơi chiêu mà gọi là giả lơ nha các bạn, là mình sẽ không đổi bất cứ gì ha. Đó mình sẽ để nguyên mặc định hết các bạn, và bây giờ là mình nói chung là chắc phải đợi Mèo dậy các bạn ạ. À, tại vì hồi nãy mình có rủ Mèo đi ăn tối đấy, cho nên đợi Mèo dậy là mình sẽ rủ Mèo vô game gọi là chơi với mình một tí đấy, và sau đó là mình sẽ tìm mọi cách để bả nhận ra là bả mất mấy em capybara nha các bạn, để xem bả phản ứng như thế nào nha. Ok thì bây giờ mình sẽ trở lại nick của mình ha. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ gọi bé Mèo ha, không biết bả ngủ dậy chưa á trời. Tôi sẽ gọi cho các bạn đó, gọi Zalo cho các bạn ơi. Chứ đổ chuông hoài không nghe các bạn à, như ngủ luôn hay gì á trời. Ê mấy mình dậy đi để chôn được, có mình ngủ mà không ai chôn được luôn á trời. Ok các bạn ơi, tình hình là hình như là bà Mèo bà ngủ luôn các bạn ơi, cho nên chắc phải chờ một tí được mới được nha các bạn ơi, chứ bây giờ bà ngủ là chôn không có được ha. Thôi bây giờ vậy, giờ tôi sẽ ngồi tôi treo một tí ngồi để bà vô mới được nha các bạn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ thử gọi lại nha. Ừ, cay
cay thiệt các bạn nha. À, bây giờ mà không gọi được. Ê, anh gọi em nãy giờ chứ không nghe vậy. Người đang ngủ mà gọi rồi. Gì hồi nãy hẹn đi ăn đêm rồi đó, dậy đi anh chở đi ăn nè. Thôi ông đi nữa ngủ rồi. Thôi mà dậy đi rồi anh chở đi ăn đêm. Nhưng mà dậy rồi vô game quay với anh này tí, hồi nãy quay thiếu rồi. Thiếu rồi. Trời ơi mèo quay thiếu cái nhà mèo gì đó. Vô đi quay một tí rồi anh chở đi ăn luôn nè. Chở nhầm phong. Trời ơi yêu yêu vợ. Ok các bạn ơi. Đấy, nói chung là mình bây giờ trâu này mà phải lấy do là hợp lý các bạn ơi. Tự nhiên kêu người ta vô game là người ta nghi liền đúng không? Đấy cho nên ok các bạn ơi, thì bây giờ tôi sẽ chờ Mel vô game rồi tôi mới tính tiếp nha các bạn. Ôi trời ơi, cuối cùng bà Mel bà cũng tới các bạn nha. Ơ nhưng mà bà chưa vô đít các bạn ơi. Vô vô đít đi. Trời ơi trời ơi, nãy giờ cuối cùng đã có. Trời ơi, em đang ngủ hay gì vậy trời? Người ta nhớ người ta đang ngủ mà. Tỉnh táo đi, uống miếng nước rửa cái mặt đi rồi quay nốt cái phần còn lại nè. Ai mới lấy con rồng của tôi ra vậy? Em lấy chai, nói nữa. Em có xài con rồng đâu. Thôi thôi, giờ nè, là hồi nãy em nhớ quay sang nhà không, là em quay thiếu cho anh cái cảnh kia. Cảnh rồi. Bây giờ em bật OBS đi, quay lại cho anh cái cảnh đó nè. Vậy bây giờ mèo phải vô nhà mèo hả? Đó, đó, thì ok, thì vô vô nhà mèo đi, vô nhà mèo quay cái cảnh đó. Ủa, được. Để lẻ lên nha. Rồi, rồi, mèo bấm quay chưa? Mèo quay rồi nè. Rồi, thì bây giờ mèo hồi nãy á, là quay cái cảnh mà gọi là nhà mèo á, mèo chưa quay lại, mèo quay lại để anh đăng intro nè. Vậy giờ đăng như thế, giờ quay như thế nào? Thì mèo bật camera trước lên, đó, mèo zoom vô ngay chỗ mèo bét camera nè, cái chuồng nè, để đưa anh đưa lên nè. Rồi, cam trước em ơi, cái này, ơi, mà lộn cam sau. Rồi. Rồi đó, mèo bay đi, ơi, dưỡng bè đi kìa. Thì trời. Đó, quay kỹ nha, quay cho đẹp nha. Mà quay gì vậy? Em quay mấy em capybara nãy em đặt lên đó. Ủa, capybara của mèo đâu? Quay lẹ đi nha, gửi pha nó nha. Nhưng mà tại sao? Ủa, cái chuồng capybara của mèo đâu rồi? Ủa rồi ơi. Ủa, hồi nãy anh thấy nhớ có đó mà em gỡ ra hả? Ủa, trong ba lô. À, sao 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 sao? Vậy thôi bây giờ. Trong ba lô không có capybara. Ủa, cái chuồng capybara của mèo đâu? Trời ơi bà. Hồi nãy em nhớ phải có xây rồi mà. Ơi, chắc em để em nhớ bấm trang trí gỡ hết để vậy thôi. Vậy quay ra đây, quay cái cảnh này trước nè, có cảnh này nè, quay lẹ lẹ nè. Nhưng mà để ở đâu ta? Ờ, sao cái nó từ từ đi, bây giờ em lấy cho anh một em capybara đi chạy với anh nè, để anh làm cái meme nè, cá bì bá rà ba đó. Nhưng mà còn em nào đâu mà lấy? Là sao? Sao capybara của mèo mất hết rồi? Là sao mèo lấy lẹ quay nè, còn đi ăn nè, lâu quá nè. Có đâu mà lấy, ủa sao mà trong túi của mèo không còn capybara nào hết vậy? Đừng có nói là bị ai vô nít lấy làm gì vậy nghe. À, sao mèo nhớ kỹ lại đi, nãy anh với mèo mới quay xây nhà xong đây rồi mèo đi ngủ cho ai vô được nữa. Thì hồi nãy mèo với anh quay xây nhà xong mà mèo đi ngủ rồi là mèo đâu có vô nít nữa đâu, mà tại sao cái chuồng của mèo mất tiêu rồi? Rồi capybara trong túi của mèo đâu, là gần mấy chục con luôn. Ủa trời ơi. Mèo bây giờ mèo nhớ kỹ là mèo có bỏ quên đâu, hoặc là mèo giấu đâu, hoặc là mèo có đi tái chế hay gì không? Không, sao mà có được. Ủa là mất thiệt rồi hả? Capybara của tôi xài hết kim cương để mở mà. Ôi, tội nghiệp chửi với trời, thôi xong rồi. Thôi đừng khóc rồi, đừng khóc mà. Thôi đừng khóc. Thôi để anh tiết lộ tí nha. Capybara của mèo đâu? À, nãy anh mới vô đích mèo anh. Dạ. Ây. Đừng có nói là anh cho capybara của mèo ra đảo nha. Thì nói gì ác vậy, đâu phải anh cho ra đảo đâu, mà anh cho tất cả capybara em ra đảo hết luôn rồi. Ôi trời ơi. Anh có nít anh ra đảo luôn hả? Nhưng mà anh lỡ rồi, tại vì hồi nãy anh thấy nít em ít cái dấu chân màu hồng của anh lỡ cho mấy em nó ra đảo hết ngộ. Trả nít lại cho tôi. Anh nít chơi không trả capybara đây. Nhưng mà anh lỡ rồi thôi, như bỏ qua đi, giờ mở mới đi. Anh đưa kim cương cho mèo tiền đâu, kim cương đâu mà mở, giờ còn có 5 kim cương nè. Thì thôi lỡ rồi chứ biết sao giờ. Mà anh hỏi nè, thôi bình tĩnh, sao khóc bài vậy? Người ta chắc là người ta chọc tí thôi. Chắc là giờ anh đang giấu ở trong nhà mèo á. Nhà mèo ở đâu, trong đây hả? Ai biết đâu thì mèo đi tìm đi, mèo tìm ra đi rồi mới không giấu. Còn mèo mà tìm không ra tức là nó ngoài đảo thiệt rồi đó. Mèo mà tìm ra được rồi anh tới thối với mèo. Tìm đi, ai mà biết trời, cứ tìm thử đi, có không? Đâu rồi. Tìm đi, có nên tìm đi nha, chai vô. Tại sao? Có trong đây à? Ai biết đâu, thì tìm lại đi, nếu không có thì coi như anh bán ra đảo thiệt rồi đó. Nhà
Capybara ơi. Sao không thấy vậy? Đâu, em đang ở đâu? Đâu, để anh tìm chung em cho. Chị sẽ đi tìm một mình, để anh tìm chị nha. Đâu, đây, đây, chị có mèo ở đâu? Đâu, bây giờ mèo cho anh lên xe đây. Rồi, mèo chở anh đi đây. Ở đâu? Không, nhưng mà bây giờ thì mèo mà thật sự là mèo muốn mấy em nó trở lại không? Sao anh hỏi vậy? Tất nhiên là muốn. Thì bây giờ mèo phải hứa anh ba điều. Điều gì? Không được lì, không được phá, không được quậy nữa. Ui, rất là ngoan ngoãn, không lì, không phá, không quậy. Trang trang nữa. Được. Hứa chưa? Hứa. Vậy đâu? Mèo lấy em rồng đi, mèo ở đây anh chỉ cho nè. Tôi ghét nhất bì đi. Cái gì vậy? Sao chịu rồi đi lấy người ta. Người ta lâu lâu người ta giấu một cái thôi chứ người ta có làm gì đâu nè. Đi lên đây anh chỉ cho. Sao anh giấu trên đây? Ừ. Ủa? Anh giấu đâu anh quên luôn rồi. Ủa? Hả? Đây nè. Đây đây đây. Hello. Như là mấy chục em đó. Anh giấu hết của Miu luôn. Trời ơi, không phải giấu mà lâu lâu cho mấy em này lên đây tắm nắng cái đi. Trời ơi, mấy em này chưa tắm nắng nè. Anh thấy mấy em mặc đồ toàn trên là bê đi không luôn không? Người ta yêu anh như vậy mà anh cho anh Miu. Vì người ta biết yêu mà cho nên người ta cố tình làm mấy cái trò chơi này để thứ nhất là cho mấy bạn fan xem đỡ ghiền. Thứ hai là anh muốn tạo bất ngờ cho Miu nè. Ngờ vậy, bất ngờ dữ chưa? Tại vì Miu bấm vô thư của mình đi. Cái gì vậy? Ủa trời ơi. Thấy gì chưa? Sao mà nhiều gói vậy, 7 gói luôn. Ủa, 7 gói là mua hơi bị nhiều tiền đó nha. Xịn quá đi. Tao mèo nhận ơi, nhận hết rồi. Anh tặng mèo 7 gói thiệt luôn á hả? Để mèo nhận. Ờ, đó, nhận cho anh vui đi. Yêu chồng nhốt luôn. Ủa, gì vậy? Còn ai chưa mới kêu ghét mẹ đi nhất bây giờ yêu người ta nhất là sao? Có quà là phải yêu. Đó, các bạn thấy không? Đó, thấy không? Mình giả bộ mình chôn thôi. Cuối cùng nó đã vậy nha. Toàn là quà xịn không luôn nè. Thích không? Thích, mà thích cho anh tặng em nhiều vậy. Trời ơi, thì lâu lâu thì các bạn kêu nhớ tụi mình chôn quá. Nhưng mà tại vì mình không có trò nào để chôn đó, cho nên ngày hôm nay anh nghĩ ra cái trò này hơi chôn tí, cũng như là có phần quà cho Mèo luôn. Chứ làm Mèo buồn hoài anh đâu có chịu nổi đâu. Thôi Mèo nhận rồi nhỉ. Rồi thôi, nói chung là chôn thôi chứ còn nguyên hết anh chưa đụng một cái gì hết á. Rồi nhớ lấy mấy bộ đồ nó mặc đi chơi quay với mọi người cho nó nhiều cho nó vui. Con chịu ơi, dễ thương. Ok các bạn ơi, thì video này cũng là vui vẻ không các bạn à. Thì tôi cố tình làm video này để mục đích là ngoài ra là tôi chôn Mèo. Với lại thật sự tôi tiết lộ cho các bạn nha. Thì vào ngày 2 tháng 8 tụi mình đã tròn 1 năm yêu nhau rồi các bạn à. Thì tôi nghĩ là các bạn không biết đâu. Thì nói chung là thì hy vọng mọi người sẽ thích cặp đôi này của tôi. Cũng như nếu các bạn thích những cái trò chôn như thế này nè, hoặc là những cái đại chiến á, các bạn đừng quên hãy comment cho tôi những cái thử thách mà các bạn muốn tụi mình làm ha. Còn bây giờ thì sao Mèo? Bây giờ thôi bye bye. Bye bye, giờ thôi đi ăn đêm mà chứ bye bye về bụng nói Mèo rồi nè. Yêu anh nhớ. Yêu mình nhớ mà.